ấn like và ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo cho em làm nhé. Hello, xin chào toàn thể các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Hôm nay trong cái video này thì em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác một chiếc xe. Cái mã xe này cũng rất là ít ở trên thị trường. Đây là một cái mã cao cấp của cái hãng xe Mazda. Con này là Mazda C9 sản xuất năm 2013. Vào tại thời điểm năm 2013 thì chiếc xe này có giá lăn bánh mới xuống đường khoảng 2 tỷ 2, 1 tỷ 9, gọi là xe không và chưa lăn bánh, còn lăn bánh xong nó là 2 tỷ 2. Thì tại thời điểm năm 2022 tại salon Tô Tùng Bách em đang chào bán ra cho các bác cái chiếc xe này chỉ có trên 600 triệu đồng. Cụ thể nó là 600 bao nhiêu tiền các bác hãy alo cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Sau đây thì em sẽ đi quay chi tiết vào cho các bác xem về chiếc xe này. Đây là một cái mã xe cao cấp của hãng Mazda. Đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Dòng này không biết được gọi là full size chưa, nhưng mà nhìn nó rất là to, dài, rộng như các bác đang thấy trong hình ảnh này. Và cái kiểu cách thiết kế ngoại thất thì nó rất là giống những cái mẫu xe CX-5, nhưng mà nó to và dài rộng hơn rất là nhiều. Và diện tích và không gian sử dụng của con này thì nó rất là rộng rãi. Đây là một mẫu xe gầm cao được trang bị là hai cầu, tức là dẫn động 4 bánh. Nó có thể sử dụng và vượt qua những cái cung đường gọi là khó khăn và hiểm trở. Với cái khối động cơ được trang bị ở trên chiếc xe này là 3.7 V6. Cho mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào loanh quanh, nếu các bác sử dụng ở đường trường thì nó là 10-11 lít xăng. Còn nếu mà các bác sử dụng cho cung đường hỗn hợp này, đi phố này và đi đường cao tốc thì nó sẽ rơi vào loanh quanh khoảng 14-15 lít xăng cho 100 km. Với cái mức tiêu hao như vậy trên cái khối động cơ 3.7 thì cũng không được gọi là quá tốn. Nhưng cái mẫu xe này cũng không phải là một cái mẫu xe dành cho số đông. Nó không phải là một cái mẫu xe gọi là siêu tiết kiệm nhiên liệu này hay là ăn ít xăng. Đấy, mẫu xe này là mẫu xe nếu mà tại cái thời điểm năm 2013 nó dành cho người có tiền. Còn tại thời điểm năm 2022 thì nó lại dành cho những cái bác mà thích trải nghiệm. Bây giờ cái tầm tiền của nó chỉ có loanh quanh 600 triệu đồng thôi. Nhưng nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái ưu điểm. Cái nhược điểm duy nhất của nó là tốn xăng. Cái ưu điểm của nó thứ nhất là lành này, thứ hai là chạy nói chung là đi sướng và phê giống như Lexus. Con xe này thì nó có một cái cảm giác êm ái này, một cái khả năng cách âm và những cái khả năng coi như là an toàn rất là tốt. Ở trong cái giá thời điểm hiện tại nó chỉ loanh quanh có 600 triệu đồng, giống như những chiếc xe Mazda CX-5 đời 2016 mà các bác đã được sở hữu một cái mã xe gọi là xe sang. Nó hơi tốn xăng một tí, ngoài cái việc tốn xăng ra thì nó mang lại cho các bác rất là nhiều các cái ưu điểm. Dòng này thì rất là lành, chi phí chăm sóc của nó rất là rẻ bởi vì nó không lỗi vặt mà đi cực kỳ là chắc. Tức là các bác di chuyển vào những chỗ cung đường xấu, đường sóc, đường khó này thì cái con xe này nó tỏ ra rất là đầm này, rất là chắc này, rất là liền lạc. Cái khả năng ổn định thân xe của nó rất là tốt, hoàn toàn không có bất cứ những cái tiếng nhựa gọi là vặn vẹo hay là kêu ở bên trong cái phần nội thất của xe, giống như trên mẫu xe Toyota Venza. Nếu các bác nào mà đã đi Venza rồi thì sẽ thấy này. Thứ nhất là các bác đi vào những cái cung đường nó bị vặn vẹo này, hoặc là những cung đường xấu, đường sóc thì cái đồ nhựa nội thất ở bên trong xe, con xe nào nó cũng có một cái nhược điểm, tức là nó tạo ra những tiếng kêu. Kể cả cái dòng Lexus RX350, nhiều chiếc xe nó cũng gặp cái hiện tượng như vậy. Nhưng cái dòng xe Mazda CX-9 nhập Nhật này thì hoàn toàn không. Tại thời điểm năm 2013, chiếc xe này đã được trang bị những cái gì? Thứ nhất, cái đèn chiếu sáng của nó là đèn bi xenon đi cùng với lại đèn định vị ban ngày tích hợp ở bên trong pha, giống trên những cái mẫu xe Mazda CX-5. Cái điểm nhận diện, tức là cái đèn để nhận diện ban ngày của cái dòng xe này thì không khác gì những cái mẫu xe Mazda CX-5, to hơn, dài hơn và rộng hơn. Đấy, nó cũng được gọi là full size. Được trang bị một cái bộ la răng rất là to. La răng này là đường kính 20. Bộ lốp này cũng có thể là cái dàn lốp thứ 3 của xe rồi, bởi vì lốp được thay vào cái thời điểm đây là tuần 14 năm 2021, tức là lốp date 2021, lốp còn rất là mới, tức là về sau này cái chiếc xe này sử dụng rất là ít các bác nhé. Thay từ năm 2021, em nghĩ là cái lốp này cho đến thời điểm này mới đi loanh quanh được khoảng 1 vạn km là cùng. Cả 4 quả lốp thì như mới. Con này tuy là xe đời sâu nhưng nhìn rất là tươi xe. Sơn xi này, bóng đẹp này, hoàn toàn không có xước sát. Tất cả những cái vết xước ở trên thân vỏ này đã được sơn tỉa và đánh bóng lại toàn bộ xe. Dòng xe này thì đi cực kỳ lành, chê mỗi cái tốn xăng thôi. Nếu mà các bác thích trải nghiệm cái mẫu xe này thì có thể sử dụng được cái chiếc xe này. Cái chi phí chăm sóc của nó rất là rẻ. Mua mới thì rất là đắt mà cũ rất là rẻ, do đây là một cái sản phẩm không dành cho số đông, bởi vì nó không phải là một cái chiếc xe gọi là tiết kiệm nhiên liệu. Ngoại thất của xe thì nhìn cũng rất là thời trang như các bác đã thấy trong hình ảnh này. Ở phía đằng sau xe, đằng đuôi xe thì đặc biệt lại rất giống những cái mẫu xe Mazda CX-5, cả phần đầu cũng phần đuôi. Nó được nối dài coi như là dài rộng và to hơn thôi.
Bộ mâm này nhìn thật là hoành tráng. Con này là hai cầu. Về các cái trang thiết bị của nó thì nó có cốp điện này, có hệ thống giải trí âm thanh là 13 loa bâu, mới lại điều hòa là 3 vùng. Con này là xe của một anh ở cửa hàng em. Anh ấy mua về coi như sử dụng và trải nghiệm được khoảng 4 tháng rồi. Những cái gì cần chăm thì đã chăm hết rồi, bây giờ muốn chuyển qua một cái mẫu xe khác nên quyết định đưa em này để bán ra. Con này là biển Sài Gòn, bây giờ hiện tại vẫn là biển Sài Gòn. Em đã kiểm tra rất là kỹ này, nói chung là kiểm tra từ trước khi mua về cơ. Con này chỉ duy nhất ở tại cái vị trí cánh cửa sau bên phụ có một đoạn keo chỉ đây, từ chỗ tay em chỉ này xuống đến dưới này khoảng 30 cm là bị chạy lại này. Cũng có thể là mở cửa này ra này xong là bị va quẹt này. Đây, mở cửa ra xong là bị một tức là nó va quẹt vào cái vị trí này chỗ tay em chỉ đây các bác nhá. Xuống đến dưới này là bị mất keo chỉ. Đấy. Còn lại tất cả toàn bộ, ví dụ như là keo chỉ này này, chỗ tay em chỉ lên này, mới lại ở mép bên kia này, mới lại ở cái váy bên dưới này. Đây, vẫn là chạy dọc ở kia, vẫn là zin. Kính thì vẫn là kính zin. Đây, cái lỗi này là lỗi cho phép, tức là lỗi không liên quan đến vận hành. Nhưng mà em để ra cho các bác một cái giá cũng rất là hợp lý, nên nó vẫn chấp nhận được. Nhà em xe có như nào thì sẽ thông báo rất là rõ. Con này thì tất cả những cái gì cần thay thì anh ấy đã thay hết rồi. Bây giờ gầm bệ đi cực kỳ là chắc. Cái tình trạng vận hành của xe thì rất là hoàn hảo. Ở bên trong cái phần động cơ, cái khoang động cơ thì bây giờ đã được vệ sinh rồi, còn trước đấy là chưa vệ sinh. Những cái gioăng phớt mà nó bị lão hóa này thì đã được thay thế cách đây khoảng 4 tháng rồi. Bởi vì lúc đầu là xác định mua chiếc xe này coi như là về để đi lâu dài, nên đã đưa ra ngoài gara để kiểm tra xem tất cả những cái phụ tùng nào nó bị hao mòn này hay nó hư hỏng đều cho thay thế hết. Con này bây giờ bác nào mà mua về chỉ việc sử dụng thôi. Sau đây thì em sẽ quay qua về cái nội thất của xe. Nội thất con này nhìn còn khá là mới. Đây các bác này. Con này thì được trang bị là ghế chỉnh điện cả hai bên, nhưng mà chỉ duy nhất có ghế lái là có 3 vị trí nhớ. Đây các bác này. Set 1, 2, 3 này. Chỉnh điện đây này. Ở bên phụ cũng là chỉnh điện. Ra ghế thì nhìn còn rất là đều, xe rất là đẹp. Đây mép ghế này. Ghế này thì ghế zin của nó là da đen này, da lộn này, mới lại da lỗ này, da dập lỗ này. Da này vẫn là da zin theo xe các bác nhé. Nhìn ghế còn rất là đều. Con này thì anh ấy mua về xong, anh ấy chăm chút nó cũng rất là kỹ. Bây giờ đang muốn coi như là đổi và chuyển qua cái dòng xe BMW X6 thì mới bỏ con này ra để bán, xong sau đó là đổi chuyển qua trải nghiệm cái dòng xe kia. Con này nó chỉ hơi tốn xăng một tí, nhưng phải nói là xe đi rất là sướng các bạn. Đầm chắc này, cách âm cực kỳ tốt. Và đặc biệt là cái khối động cơ 3.7 này, khi chúng ta leo trèo này hay đi vượt xe, nó cực kỳ là sướng. Gọi là nhích nhẹ chân ga thì đã cảm thấy cái chiếc xe nó vọt đi. Mặc dù một cái chiếc xe rất là to, dài, rộng và cồng kềnh. Hôm đấy thì cũng chở full tải 7 người luôn các bác nhé, đi cùng với lại hành lý. Con này gương kính chỉnh điện nhưng mà chưa có gập điện. Em không hiểu tại sao một cái chiếc xe cao cấp của Nhật mà lại chưa có cụp gương. Hoặc là thời điểm đấy thì cái chiếc xe này nó không được trang bị option đấy. Còn kính lái và kính phụ này auto cả lên lẫn xuống. Đấy. Da ghế của em này còn khá là đẹp. Ở trong xe thì có rất là nhiều các cái chi tiết được sơn vân gỗ này. Ở chỗ tay em chỉ này, cái này là zin nguyên bản này. Còn ở cái này chắc là người ta sơn thêm này. Tại vì em xem ở trên một số chiếc xe CX-9 khác thì ở đây nó là sơn màu bạc. Cái cần số này hay còn gọi là tay nắm số này rất là giống trên những cái mẫu Mazda C5. Đây là cái kiểu cách thiết kế cần số đặc trưng của cái dòng xe Mazda. Xe Nhật đúng là rất lành và rất là bền. Bởi vì các cái trang thiết bị ở trên chiếc xe, nói chung là một con xe 2 tỷ đồng. Nó cũng được gọi là một cái mã xe sang, nhưng mà cũng không có trang bị nhiều những cái tính năng gọi là quá hiện đại. Cruise control này thì trên những cái mẫu xe bình thường cũng có rồi. Cái này là ga tự động các bác nhé. Còn bên trái là các cái phím gọi là điều chỉnh các cái chức năng ở trên màn hình. Đây là phím bấm còi này, không có cái điểm nào bị mòn mờ hay bị mất vân nhựa đâu. Da vô lăng này, da vô lăng này thì đã được khâu lại. Da vô lăng này là da mới các bác nhé. Khi mà miêu tả một cái xe thì nó có cái tình trạng thực tế như nào thì em sẽ thông báo ngay. Da vô lăng của cái xe Mazda mà 9-10 năm tuổi thì kể cả da zin đến thời điểm này còn thì ở trên bề mặt da nó không còn được đẹp nữa. Người ta khâu lại cho nó đẹp và cho nó mới hơn. Đây. Hệ thống an toàn của xe này là 6 túi khí. Thứ nhất là một bên lái, một bên phụ này. Tiếp tục là ở hai bên ghế.
Đây, ở mép ghế này và ở cái ghế em đang ngồi, mới lại ở cái vị trí kia là cột C. Đấy, cho hàng ghế thứ hai. 6 túi khí này. Cái em ấn tượng nhất ở trên cái mẫu xe này, đấy là cái hệ thống âm thanh, tức là cái giải trí của nó là loa Bose. Bose này là Bose xịn đấy các bạn. Các bác phải nghe mới biết cái uy lực của cái dòng loa này. Con này đúng là một cái mẫu xe sang, bởi vì âm thanh của nó nghe cực kỳ, nó gọi là tuyệt đỉnh. Em tham khảo qua như nó là 13 loa Bose. Con này thì có cốp điện này. Đây cốp điện đây các bác nhé. Đây công tắc nó nằm ở tại vị trí này. Ở đây là có thể điều chỉnh cái ánh đèn pha cao thấp này thông qua cái nút chỉnh này. Tức là ở bên trong cái đèn pha nó có cái motor lên cao và xuống thấp. Cảm giác ngồi ở cái ghế của con xe này đúng là nó thiết kế dành cho những cái người gọi là nhiều tiền. Nói chung là những người nhiều tiền tại thời điểm đấy thì mới mua được cái chiếc xe này. Nó gọi là những cái người biết hưởng. Bởi vì nó thiết kế cái ghế này nó cũng sướng cơ. Đi xa thì nó mang lại một cái cảm giác rất là thoải mái. Mặc dù là lái xe nhưng nó không bao giờ gây mệt mỏi. Cửa sổ trời thì có. Đây, cửa sổ trời thì có. Nhưng mà không được to, không phải là toàn cảnh. Nó chỉ là cửa sổ trời ở tại vị trí hàng ghế thứ nhất thôi. Để em sang bên kia em sẽ quay qua cho các bác xem. Về hàng ghế thứ hai, diện tích và không gian sử dụng của con xe này thì rất rộng. Rộng luôn. Rộng vô cùng. Đây đây, một cái chiếc xe mà gọi là sau 9-10 năm tuổi mà da nội thất của nó nhìn cũng còn rất là đẹp. Bởi vì cái chiếc xe này nó được coi như là được thiết kế từ các cái vật liệu nó rất là bền. Các cái vật liệu nó rất là cao cấp, từ cái chất liệu da cho đến chất liệu nhựa này. Bởi vì nó là một cái mã coi như là mã sản phẩm rất là đắt tiền. Mua mới thì đắt mà mua cũ rẻ. Tất cả những cái sản phẩm đều gọi là tốn xăng này. Mặc dù đi rất là sướng nhưng ở tại Việt Nam thì mất giá rất là nhanh. Nhưng rơi đến cái thời điểm này coi như là giá nó quá rẻ rồi. Các bác mà mua tại thời điểm này thì nó khấu hao rất là chậm. Nó không như là những người bỏ tiền ra mua lướt hay là mua mới chiếc xe này tại thời điểm năm 2013. Dòng xe này thì bây giờ hiện tại nó chỉ có loanh quanh 600 triệu đồng thôi. Nên cái sự khấu hao của nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Chiếc xe này thì về cái chi phí chăm sóc của nó cũng không cao, bởi vì dòng xe này nó rất là lành. Mặc dù là một chiếc xe gọi là trên 2 tỷ đồng tại cái thời điểm đấy, nhưng xe cũng không được trang bị gì nhiều. Thứ nhất là nó chỉ có cruise control này, thứ hai là có cửa sổ trời, thứ ba là có cốp điện này. Em ấn tượng nhất là với cái hệ thống âm thanh của cái chiếc xe này. Đấy, hệ thống âm thanh của nó thì nghe cực kỳ là hay. Chìa khóa thông minh và nút ấn khởi động. Nút ấn thì chưa có nhưng mà có núm xoay khởi động. Rất giống trên những cái mẫu xe i30 CV kép của Hyundai tại thời điểm năm 2010 này, 2011 này. Đấy. Con này là điều hòa 3 vùng. Điều hòa 3 vùng auto. Sau đây thì em sẽ quay qua cái khoang động cơ cho các bác xem. Động cơ của nó là động cơ 3.7 V6. Mức tiêu hao nhiên liệu thì trên thực tế nếu các bác sử dụng cho cung đường hỗn hợp, nó rơi vào loanh quanh khoảng 14-15 lít xăng. Đấy là đi đều chân. Còn bác nào mà cứ cậy vào xe khỏe này, đạp vọt thì nó sẽ tiêu tốn nhiều hơn. Nói chung là con này ở trên thị trường nó không có nhiều. Tại cái thời điểm năm 2013 giá thành của nó cũng khá là cao. Nó cũng rất là cao. Đây để em mở cái khoang động cơ này lên. Con xe này thì cái anh ở cửa hàng em là sử dụng đến tháng này là tháng thứ tư rồi. Đấy, coi như là trải nghiệm xong cái mẫu xe này, lại muốn chuyển qua BMW X6. Động cơ này là động cơ 3.7 V6. Mức tiêu hao nhiên liệu thì em cũng vừa nói qua rồi. Ở bên trong cái, tức là xung quanh cái thân máy này, các cái chi tiết của nó nhìn còn rất là đẹp này. Độ xuống cấp của nó không nhiều. Nó chỉ có duy nhất này, hai thứ đây là nó bị xấu đi đây con này. Đây là cái nỉ cách nhiệt. Nỉ cách nhiệt ở cái khoang động cơ và cabin. Đây này. Cái nỉ này thì bây giờ hiện tại là do cái này do vệ sinh khoang máy này và xịt áp lực nước nó mạnh quá nên nó mất bề mặt ở bên ngoài, nhìn nó bị sơ đây các bạn này. Đấy. Nhưng mà như này cũng không phải là xấu lắm. Ở cái tấm nỉ cách nhiệt cabo này nữa đây, có những cái vết này cũng do những cái đường nước, những cái tia nước phụt lên. Hôm trước là đi dọn vệ sinh cái khoang động cơ của xe này, quên mất không dặn các bạn dọn vệ sinh lại đi phụt trực tiếp nước vào đây. Chính vì thế nó làm cho mất mỹ quan ở cái tấm nỉ này. Xe thì cách đây khoảng 4 tháng những cái gioăng phớt ở xung quanh cái thân máy này nó có cái hiện tượng bị lão hóa hay là nó bị ẩm dầu thì đã được thay thế. Bởi vì xác định là coi như là mua về trải nghiệm để đi cho nó sướng nên làm rất là kỹ. Gioăng dàn cò thì đã được xử lý rồi. Đây, nên bây giờ hiện tại là nó rất là khô ráo các bác nhé. Đó. Nó bị
cái nắp nhựa này che lên rồi, nên thành ra là em lại không quay kỹ xuống được. Nhưng mà động cơ này, hộp số này, nó là zin và nguyên bản, và hiện tại bây giờ nó đang hoạt động hết sức hoàn hảo. Con này thì máy rất là êm này, số chuyển cực kỳ mượt, gầm bệ thì rất là chắc, đi giảm xóc thì rất là êm. Cao su chân máy thì cũng thay rồi các bác nhá. Cái cục chân dầu, cái cục chân dầu ở tại cái vị trí này, ở cái đầu bên phụ này cũng vừa mới thay cách đây có mấy tháng rồi. Từ lúc thời điểm mà người ta mua xe từ năm 2013 đến tại cái thời điểm mà lúc anh trai em mua về thì bắt đầu mới thay cái cục chân dầu ở phía bên đấy các bác nhá. Đấy, xe cũng không phải là một cái chiếc xe gọi là chất nó đi quá nhiều. Bây giờ hiện tại các bác nào mà thích trải nghiệm chiếc xe này mua về chỉ việc đi thôi. Còn những cái gì cần làm thì đã làm hết rồi. Bốn quả lốp kia cũng là mới thay. Nói chung con này về là sẵn sử dụng. Ở trên cái chiếc xe này nó có bất cứ một cái vấn đề gì thì em đã nêu ra rất là rõ ràng cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Ở tại số điện thoại đó thì em có sử dụng Zalo. Sau đó thì em sẽ gửi cho các bác một cái bộ ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Sau đây em xin kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.